Đố mấy chị chứ đây lạ trái gì? Vừa lạ mà lại quen, mà vừa quen lại lạ. Hồi năm rồi là hot lắm mà em không có ăn được tại mắc quá. Chuyên mục review chân thật, tự bỏ tiền mua, không có ai trò với booking hết đâu. Cái chương trình review này là có khả năng sẽ bị phá sản nha mấy chị, cho nên là coi được tập nào thì coi nha, tại vì hết tiền thì phá sản thôi. Rồi, đây là lần đầu tiên em ăn cái trà lạ tươi này, thì nó có màu đỏ với màu vàng. Thì thật sự với mấy bạn nha, là cái vụ này em thấy nó đình đám mấy năm nay rồi, chứ không phải mới đây. Mà trước mắt quá, mua ăn không nổi. Trời ơi, mắc quá, mấy nay em thấy nó hơi nhẹ xuống rồi, đâu có 380-400 nghìn một ký thôi. Thì em thấy ăn hương ăn hoa cũng được mấy chị, nhưng cũng nhiều lắm. Em mua hai cái này là gần một ký mọi người đó, thì để ăn thử xem như thế nào nha. Nó có tác dụng hỗ trợ gì đó, dày hay gì ta, bà chị bà nói gì đó mà giờ quên mất rồi. Cái màu thì thấy rất là đẹp, cái này là màu đỏ, vỏ màu đỏ nhưng mà ruột thì cũng là màu trắng mà thôi nữa. Bốn trăm ngàn. Nó rất là giòn, em nhai là mấy chị nghe mấy chị biết liền không, nó rất là giòn, hậu ngọt nhưng mà hơi chát nhẹ, cũng được nhưng mà hơi chát, hay là cái màu đỏ nó chát ta. Để em thử qua cái màu vàng đây. Cái màu vàng cũng chát, nhưng mà hình như là màu vàng nó đỡ chát hơn, đỡ chát hơn, và cái vị ngọt nó cũng đỡ hơn luôn nè. Đỡ hơn luôn, hơn quá. Ngồi mọi thứ có nửa ký. Vô đây ăn thử à. Ăn thử nè coi ngon không à. Nè. Thôi cái trái đỏ nè. Ăn sao? Đứa ăn thì cắn ăn thôi. Trái biết trái gì không? Trái. Trái gì? Cho đoán thử coi. Trái cầu. Hả, trái cầu hả? Trái gì? Cái gì? Táo. Táo hả? Trời ơi, hai bay còn thua Út nữa. Cái gì? Cho đón lại lần nữa. Cái gì? Cạp cá. Nhìn cái hộp nè. Nhìn cái hộp nè. Trái cà phê. Cà phê hả? Trời ơi, nó đất lắc xuống nó đón trái cà phê, còn nứt cái nách chưa. Mày trái gì Long An đón trái gì? Đừng nói trái bần nha cha. Gì? Trái gì? Trái gì? Ăn quen lắm. Ăn quen. Thấy cái sớ này quen không? Trái hồng nữa hả? Trời ơi, đúng là nó ở đất lắc xuống nè mà. Trái cao. Ăn giống trái hồng á. Trái chà la. Chà la bữa trước ăn rồi quên. Trời ơi, thằng ấy. Quên tên thấy quen mà. Thằng thì ở đất lắc thì nói rằng. Trái gì? Trái cao. Nó không nói trái bơ. Thằng Long An nó giống trái cao, ăn thấy gì không? À, giống cái táo. Giòn phải không? Nhọt. Con ăn thấy sao Nguyên? Ngon hả? Mày sao mày miêu tả gì? Đồ ngon nó ngọt quá à. Ngon. Ngay lát hết về cho em. Để lát Út quay nữa. Ê bịch nè. Về ăn thử cho biết. Chùm đỏ với chùm vàng à. Còn lại ăn chùm lát này Út quay. Đúng là ăn cho biết mấy chị nha. Cái bạn nào mà không có nhu cầu muốn biết thì thôi, đừng có ăn nha. Thiệt á, à, công nhận là đẹp mấy chị. Đẹp thiệt. Em thích trà là khô hơn. Thấy trà là mà sấy khô quá nguyên trái á, ăn nó ngon hơn, nó ngọt nó dẻo hơn. Còn trà là tươi thì ăn cho biết. Thôi, xin được kết thúc chương trình review tốn kém ở đây mấy chị nha. Mấy mốt em review bằng ngẫu rồi mấy bà coi bậy bạ chơi thôi. Quỷ đó không tốn tiền này. Không quá.